Hello, xin chào các anh chị. Mình tên là Thùy Trinh Nguyễn. Hôm nay Thùy Trinh muốn chia sẻ với các anh chị một dòng sản phẩm đặc biệt của Pharmanax, đó là nước gấp G3. Thành phần ở trong nước gấp thì gồm có trái gấp, trái kỷ tử, trái dứa của vùng Siberia và một trái cây gọi là Sili. Nước gấp là một thực phẩm bổ sung rất dồi dào các chất chống oxy hóa như là chất lycopene, beta-carotene, vitamin E và đặc biệt là chất lipocalcein. Lycopene là một hỗn hợp chất của dạng keratin và dạng axit béo có khả năng thẩm thấu và tăng cường sự hấp thụ của các chất chống oxy hóa trong cơ thể. Chính vì vậy mà nước gấp có lượng thẩm thấu hơn 10 lần so với cà rốt, 70 lần so với cà chua, 40 lần so với bắp và hơn 60 lần so với trái cam. Chính vì cái sự độc đáo và xuất sắc này nên nước gấp có công dụng là có thể nuôi dưỡng, bảo vệ và tái tạo các tế bào trong cơ thể. Quan trọng là bảo vệ được cho DNA, tức là cái gene của mình, qua đó làm chậm lại những ảnh hưởng chung của quá trình lão hóa. Qua cái cơ chế chống oxy hóa này, nước gấp tăng cường khả năng chống đỡ các tổn thương của tế bào và mạch máu do gốc tự do gây ra, hầu ngăn chặn được nhiều biến chứng, trong đó có những cái bệnh nan y như là ung thư. Nó giúp cho tế bào được trẻ lại, có thể bảo vệ được cho tim mạch, hỗ trợ cho đôi mắt được khỏe, không bị khô, lòa, giúp cho làn da được khỏe mạnh và có thể hỗ trợ cho hệ tiêu hóa, giúp cho các chức năng của tuyến tiền liệt. Nhất và quan trọng nhất nữa là có thể bảo vệ và hỗ trợ cho chức năng của những cái hệ miễn nhiễm. Nước gấp thì từ 2 tuổi trở lên là có thể dùng được, mỗi ngày thì dùng 2 lần, mỗi một lần thì từ 2 tới 3 ounce, dùng vào buổi sáng và buổi tối. Nếu mà sau khi mở chai nước gấp ra rồi, phần còn lại thì nên để trong tủ lạnh. Còn những cái nào chưa dùng tới thì nên để trong cái hộp của công ty gửi tới, đừng có lấy ra và không nên để ngoài ánh sáng. Bởi vì để ngoài ánh sáng nó sẽ làm giảm đi những cái lượng chất chống oxy hóa keratin trong nước gấp. Nước gấp có thể dùng chung với lại Lipac Nano và Age Lock Vitality.